cái biển này nó rất là mặn, có độ mặn rất cao, nên là người ta gọi nó là biển chết, không có sinh vật nào sống được ở cái không độ có mặn nào, như thế này, không có con nào sống sót hết. Vâng. Nhưng mà có chắc đã nằm giữa Jordan với lại Israel không? Chắc chắn. Rồi chắc chắn. Chắc chắn. Bây giờ anh nhìn sang bên phải mà thấy anh Hiếu và Đức là cười tươi nhất từ đầu chương trình tới bây giờ mới thấy cười. Bắt đầu mình tự tin rồi. Tự tin rồi phải không? Đội 2, hơi thiếu tự tin chút phải không? Không thấy ai cười hết trơn. Các bạn Dương ơi, đáp án này là của ai ạ? À, đội 2 theo chiến thuật ban đầu của đội 1 đó là hên xui. Đội 1 cũng dùng chiến lược đó đó. Mà hai vòng không có giải thưởng. Sau khi các bạn có giải thưởng rồi, các bạn áp dụng chiến lược của đội 1. Đây là một cái chiến thuật cũng rất là lạ. Thường là chiến lược nào thành công người ta mới áp dụng, người ta duy trì. Nãy giờ tôi thấy bạn đã rất là vòng 2 rất là thành công. Đưa một cái điện thoại di động là rất là thành công rồi. Không có tiếp tục duy trì nữa mà lại trở đi sang áp dụng chiến thuật của đội 1. Tình huống nghĩ rất cao. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, biển chết. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Quả cầu vàng là giải thưởng của liên hoan phim quốc tế được tổ chức ở quốc gia nào? A. Pháp, B. Mỹ và C. Italia. Sau đây là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Như vậy là xin được chúc mừng đội 1, các bạn đã có sự thay đổi chiến thuật và điều này mang đến cho các bạn sự thành công. Hy vọng rằng ở câu hỏi số 3 các bạn cũng sẽ trả lời chính xác. Sau đây là đáp án của cả hai đội, xin mời hai đội. Rất là hiên ngang phải không? Rất là chắc chắn. Đáp án đội 1 là đáp án C, Italia. Đội 2, đáp án C. Xin hỏi dùng chiến thuật nào ạ? Dạ, lần này thì đội em dùng chiến thuật loại trừ ạ. Loại trừ. Các bạn loại như thế nào ạ? Dạ, ở Pháp thì có liên hoan rất nổi tiếng là liên hoan Cannes, là cảnh cầu vàng. Đúng rồi. Và ở Mỹ thì là ai cũng biết là Oscar. Oscar. Ngoài ra còn rất là nhiều những liên hoan phim khác nữa, Sudan vân vân. Nhưng mà Oscar và Cannes là hai liên hoan phim rất lớn và cũng nằm ở hai quốc gia Pháp và Mỹ như bạn nói, phải không ạ? Hồi xin hỏi đội 1. Như đội 2 rồi. Như đội 2 là như sao? Loại trừ. Cũng loại trừ. À. Chúng tôi như chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi phải không ạ? Chắc chắn ạ. Nếu các bạn trả lời đúng, các bạn được 60 điểm. Thì đó có nghĩa là các bạn sẽ cùng với quý khán giả tiếp tục bước vào câu hỏi số 4 để tranh giải thưởng là điện thoại di động Sony Ericsson W880i. Các bạn có tự tin ở phần này không ạ? Tự tin ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của chương trình nhé. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, Italia. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Giải thưởng Nobel Kinh tế bắt đầu được trao từ năm nào? Sau đây là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Như vậy thì đội 1 các bạn có cơ hội để cùng với quý khán giả tranh giải thưởng đặc biệt của vòng thi thứ 3. Các bạn hãy cố gắng lên đưa ra một đáp án chính xác. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Mời hai đội. Đây là đáp án của đội 1, 1969. Cái này là số 1 phải không ạ? Chắc chắn là số 1. Tự tin không? Tự tin. Đội 2, 1965. Chúng ta hãy cùng nghe đội 2 giải thích như thế nào. Mời các bạn. Dạ, theo ý kiến của bạn Sơn Hà thì là năm 1970 và của Dung là 1960. Nên em lấy ở giữa. Ồ, gọi vậy. Nói thẳng ra cái này là chiến thuật hên xui nè, đúng không anh Cảnh? Chiến thuật này do anh đưa ra phải không? Anh thấy đội 2 giờ đang phát huy rất tốt. Và đội 1 rất mừng. Xin hỏi anh Đức, anh nhìn con số 1969 này cảm giác của anh như thế nào ạ? Tôi rất là chắc chắn vì tôi nhớ là năm 1969 thì hai nhà bác học, tức là tôi không nhớ tên nhưng mà nhờ cái sự phân tích về cái hoạt động về kinh tế là hai nhà khoa học này là được trao giải Nobel kinh tế.
Thứ hai nữa là một cái sự suy luận thứ hai tức là các giải Nobel khác á, thì có rất là lâu rồi, nhưng mà riêng kinh tế thì mà cái thời kỳ sau này thì bắt đầu mới trao, mà tôi nhớ là chắc chắn 100% là 1969. Các bạn chỉ cần hồi hộp trong 5 giây nữa thôi, các bạn bắt đầu đếm đi. 4, 3, 2, 1. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là 1969. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Và tôi xin được chúc mừng đội 1. Các bạn đã đưa ra một đáp án hoàn toàn chính xác. Điều này có nghĩa là đội 1 chúng ta đã nhận được phần thưởng là điện thoại di động Sony Ericsson V880i. Bây giờ không biết ba người chia làm sao đây. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang phần 4 cũng như là công bố kết quả của vòng thi thứ 3. À, trước khi bước sang phần công bố kết quả của vòng thi thứ 3, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy dành ít phút để theo dõi về những hình ảnh của chương trình thử thách. Giới thiệu mình một chút cho khán giả truyền hình biết về cái game này. Dạ, tôi tên Nguyễn Văn Hoàng, quê ở Đồng Nai, hiện giờ tôi đang làm kế toán. Thực sự tôi rất là bất ngờ khi trúng cái giải này. Cái chương trình này tôi cũng mới tham gia lần đầu thôi, nhưng mà cũng nhờ bạn bè, nói chung ngồi chơi chung thôi. Thì anh còn nhớ là cái câu mà anh trả lời trúng là câu số 4, đó là cái câu hỏi gì không? Tôi cũng không nhớ, lúc đó là em đưa nó ấy dùng nữa. Thế làm thế nào để anh có thể có chuẩn bị tốt nhất để mà trả lời chính xác nhất mà nhanh nhất là để mà mình giành cái giải? Thật sự câu cuối cùng cũng phải tôi trả lời nữa, tức là nhiều người thành ra nhiều ý kiến. Dõi một hình ảnh về quý khán giả may mắn ở vòng thi kỳ trước đã nhận phần thưởng cao nhất, đó là chiếc xe Super Xavier, và giải thưởng đó một lần nữa được lặp lại ở vòng thi thứ tư. Và xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy tiếp tục tham gia chương trình ở vòng thi thứ tư để đoạt lấy giải thưởng cao nhất của chương trình, đó là chiếc xe Super Xavier. Và bây giờ chúng ta công bố kết quả của vòng thi thứ ba. Và trước tiên xin được chúc mừng đội 1, hôm nay các bạn rất may mắn đã nhận được phần thưởng cao nhất của vòng thi thứ ba, đó là điện thoại di động Sony Ericsson V880i. Xin chúc mừng các bạn. Và xin chúc mừng quý khán giả có số điện thoại 0909610813 trên màn hình của chúng ta đã nhận được phần thưởng đầu máy karaoke hiệu Seca. Và chúng ta cũng thấy biểu tượng này đang giơ tay vẫy chào chúng ta, tỏ vẻ rất là hài lòng phải không ạ? Nhưng mà tôi nghĩ hài lòng hơn nữa khi mà đoạt được giải thưởng cao nhất của chương trình, đó là chiếc xe Super Xavier. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang vòng thi cuối cùng của chương trình. Mời quý vị và các bạn chúng ta dành ít phút cho quảng cáo. Bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình. Giải thưởng của chúng ta gồm có một đầu máy karaoke hiệu Senka, và giải thưởng cao nhất của chương trình ngày hôm nay đó là chiếc xe Super Xavier. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy bắt đầu đăng nhập vào hệ thống nhắn tin tổng đài số 8308 để tham gia vòng thi cuối cùng để nhận thấy giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn ở vòng thi cuối cùng này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1 của vòng thi thứ tư. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Bác sĩ phẫu thuật tim mạch đầu tiên ở nước ta là ai? A. Phạm Ngọc Thạch. B. Tôn Thất Tùng.